Mình xin chào các bạn ha, mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay thì mình sẽ review cái dây hàng cho các bạn. Các bạn hỏi mình là cái dây hàng mà 50 mà nhiều sợi nha. Các bạn nhìn thấy bên trong nhiều sợi nè. Đó. À, mình mua là 550.000. À, nó dẻo lắm bạn, xài rất là ngon. Đó, mình xài bữa giờ rất là ngon, rất là ưng ý nha. Thì các bạn nói mình là vậy là so cái dây này nè, cái dây mà nhiều dây mềm này nè, với lại cái dây mà dây cứng thì dây nào ngon? Đây, dây cứng nè bạn, có nghĩa là dây dẹp á, dây dẹp, dây bẹ dẹp mà cứng, nó cứng hơn, nó cũng mềm nhưng mà nó cứng hơn các bạn. Thì cái dây nào ngon hơn? Thì để không mất thời gian của các bạn thì bữa giờ mình test cái kia là mình không nói rồi ha, mình test cái dây cũ rồi mình thường dùng dây cũ là ngon quá là mình không nói ha. Giờ bây giờ mình coi cái dây cứng này nè, cái dây dẹp này nè. Dây 50 luôn nha các bạn. Thì nó có ngon như là cái dây mềm không? Thì bây giờ mình sẽ để cái này qua ha bạn ha. Đây. Gỗ dây mềm. À, gỗ dây mềm. Rồi, mình xin phép để qua một bên nha các bạn nha. À. Rồi, bây giờ là dây cứng ha bạn ha, mình coi thử cái dây cứng này nè. Cái chất lượng, thật ra nó cũng là dây mềm nhưng mà nó là dây dẹp, nó cứng hơn nha các bạn, nó cứng hơn cái dây mà dẹp kia. À, cái dây mà nhiều sợi kia. Thì bây giờ để mình thử các bạn ha. Rồi, thử nó ra làm sao coi. Và chất lượng mối hàng tốt không? Thì tất nhiên nó còn dựa vào kim hàng, tay hàng, dây hàng, với chạm hàng nữa, nhưng mà chạm hàng thì mình không đổi rồi, tay hàng thì cũng không đổi. À, kim hàng thì cũng không đổi. Vậy thì mình coi cái dây nha các bạn nha. Giờ mình coi dây nha. Rồi, mình sẽ để ở 150 trước đi. Rồi, mình để 150 nha các bạn nha. Mỗi khi mình hay hàng 155 đúng không? Giờ mình sẽ để 150 trước nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một cái. Đó. Rồi, thử nha các bạn. Rồi, đây, 50. Có ngon không bạn ha? Nhưng mà mình thì mình có lẽ mình không thích rồi đó, bởi vì nó cảm giác rất là cứng. Nếu mà gắn vô cho máy mà máy cho máy chạy thì cho trụ thì ok. Không có hiện tượng nóng chân. À, mối hàng như thế nào các bạn? Mối hàng rất là đẹp nha các bạn nha. Mối hàng rất là đẹp ha. Mối hàng trắng nè các bạn, rất là đẹp. À, các bạn coi mối hàng rất trắng, mối hàng rất là đẹp nè. Xé kẽm thử các bạn ha. Thử mình lấy cái kìm xé kẽm thử coi sao. Có rách kẽm nhẹ nè các bạn, có rách kẽm nè, à, mà chưa ngấu nè, có rách kẽm mà chưa ngấu nè, à, có rách kẽm nè. À, mình thử 155 đi ha các bạn ha, 155 mình nghĩ chắc là siêu đẹp á, mình nghĩ là sẽ cái mối hàng thì siêu đẹp á, mà như mọi khi mình làm như vậy là cũng như hai dây nha các bạn, cái thứ nhất là mình cũng thấy ổn rồi ha, 150 là như nhau nha các bạn. Tất nhiên là nó không có chính xác tuyệt đối đâu bạn, nó chỉ tương đối thôi, mình thấy ổn là được. À, bây giờ mình sẽ test cái này nha các bạn nha, cũng là kiểm 0,2 nha, kiểm 0,2. À, mình sẽ thử nha. Mới hàng trắng nóng hơn các bạn. À, wow. Rất ổn. Xé kẽm
rất thất nè các bạn. 155 đều rất chẽm nha các bạn, 155 là đều rất chẽm. Rất thất, nó bấy luôn. Đây các bạn nhìn nè, mối hàng nó rất là đẹp nha các bạn. Nó bấy à. Như vậy thì mình nghĩ nếu mà hàng, nếu mà hàng mình nghĩ chắc để cỡ 152, 151, 152, cỡ 152 là đẹp. Nếu mà dây này như vậy chứng tỏ là cái dây này dẫn điện á, cái dây dẹp này nè các bạn. Dây rắn dẹp này nè. Dẫn điện tốt hơn cái dây mềm. Nhưng mà nó không có lịch ngoạc bằng. Có thể là độ dẫn điện đây là đồng nguyên chất 100% nha các bạn nha. Đồng nguyên chất 100% mình đặt sao? Cặp này thì đặt có 300 mấy thôi. À, mình không có review cái mua hai sợi dây này là tại vì lúc mà mình làm review á thì cái máy nó hết pin rồi mình không có biết. Mình quay xong rồi cái mới thấy thôi, sẵn thời thôi mình không có làm cái review sẵn, mình gắn vô máy rồi mình test luôn cho các bạn. Cái dây dẹp này nè các bạn, cái dây dẹp này nè. Nó dẫn điện rất là tốt, dẫn điện tốt hơn cái cảm nhận là nó tốt hơn cái sợi nó dẫn dòng các bạn, nó dẫn dòng tốt hơn cái sợi nhiều cái sợi kia. Hàng cũng không có bị nóng gì cả. Nhưng mà có một điều là nó không có linh hoạt. Không linh hoạt. Mình để thử 152 nha, mình nghĩ là sẽ rất tốt luôn. Mình sẽ để 152 nha các bạn nha. Mình sẽ để là 152, kiểm cũng là kiểm 0.2 nha các bạn nha. Kiểm 0.2 152. Thử nha. Khỏi chê các bạn, mối hàng rất là đẹp, trắng đẹp lắm các bạn. Mối hàng trắng đẹp cỡ 152 là vừa. Dấu đầu tiên thì mình gỡ tay được, và dấu thứ nhì gỡ tay được là do là mình không có hàng chắc các bạn. Để mình thử lại. Tại vì do là cái này mình hàng nhiều quá rồi, nó bị kê, mình không có gọt tốt, không có gọt pin tốt. Thử lại. Bằng tay, kéo tay không được nha bạn, kéo tay không được. Để mình thử này. À, lột ra được, lột ra có rách. Để mình thử cái khác đi, trước khi có kết luận mình thử thêm cái đi cho nó chắc. Cái này là mình làm người thật gì thật nha mà, không có cắt ghép video gì đâu. Kiểm 0.2 nha mọi người. Này, mối hàng rất là đẹp. Xé tay không được. Mối hàng đẹp các bạn, xé tay không được. Rồi rất chẽm nhưng mà lủng ra các bạn, rất chẽm các bạn. Ra mình sẽ test lại một cục khác, có lẽ là cục này sẽ tốt mà mình không có gọt. Kiếm cái nào mà mình gọt rồi đây. Để lên 1.54, 1.53 đi. Đó, rồi mình để lên 1.53 nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ test kẽm 1.53, mình sẽ test chiếc kẽm 0.2 vô mà. Mình xài kẽm 0.2.
kiểm 0,2 nha các bạn, kiểm 0,2. Mối hàng rất là đẹp các bạn, mối hàng đẹp lắm luôn á, không có bị dính đâu, mối hàng đẹp nó không bị dính đâu, kim hàng nữa mà rất là ổn. Đúng rồi, không có bị dính. Xé ra cảm kẽm là rất nữa mà bấy ngày hết nè. Nói chung là cái dây hàng này các bạn sẽ hỏi là có đáng mua không, các bạn sẽ đặt một cái câu hỏi là nó có đáng mua không, vì nó là 300 coi như 400.000, và cái dây con rắn mà mềm mềm kia thì 500.000. đây dây này khoảng 500.000. Các bạn sẽ hỏi là nên mua dây nào ha? Đó, các bạn sẽ hỏi là nên mua dây mềm này hay là nên mua dây con rắn. Thì bây giờ mình nói về công lực đi, cái công lực dẫn dòng đồ này nọ, thì mình nghĩ là cái dây dẹp á, cái dây dẹp gắn vòng tay này nè, có vẻ là nó sẽ tốt hơn. Dây dẹp này có vẻ nó tốt hơn, mình cảm nhận cá nhân thôi nha, tại vì thật ra phải đo dòng, còn này mình cảm nhận là cảm nhận cá nhân, cảm nhận cá nhân thì cái dây dẹp này tốt hơn. Nhưng mà nó không có linh hoạt, nó cứng lắm các bạn, nó không có mềm, nó không có linh hoạt, các bạn cảm nhận rất là cứng, rất là khó chịu. Mình không biết sao nữa nhưng mà mình cảm giác nó rất là khó chịu, nó không có linh hoạt cho mình, không linh hoạt, cảm thấy rất là khó chịu. Còn còn về mà cái độ linh hoạt thì sợi dây mềm này rất là tốt, nhưng mà dẫn dòng á, thì mình nghĩ là bữa hổm tại vì mình hèn cái dây mềm này nhiều á, là một hồi nó có hiện tượng nóng nhẹ ấm ấm mà chứ không phải nóng. Cái dẫn dòng thì mình nghĩ là nó cái nhiều dây này nó không có bằng đâu, là do bữa mình làm công sức nhiều quá, còn hôm nay mình làm công sức ít quá, cảm nhận cá nhân thôi. Nhưng mà có một điều, cái sự linh hoạt ở sự sợi dây mềm á bạn rất là tốt, và nó linh hoạt, các bạn cảm nhận nó dễ chịu, nó không có khó chịu. Nhưng mà cái dây cứng này nè thì các bạn sẽ bị rất là khó chịu nha các bạn, nó cứ đè nó làm bạn cảm thấy rất là khó làm. Đó, thì có lẽ là do cái cảm nhận cá nhân thôi, cảm nhận cá nhân của mình về cái vấn đề này. Cái nhân về vấn đề ngoài ra thì ok, mình cảm thấy mọi thứ là ok. Đó, dây dẹp thì mình cảm thấy nó có công lực, có lẽ là nó mạnh hơn, tại vì thằng kia để 155 thì mới đạt được cái mối hàng đó, thì cái thằng dẹp này dừng 153-152 là đạt được cái chuẩn cái mối hàng mà mình ưng rồi. Chỉ là cái đó là cảm nhận cá nhân thôi nha các bạn, còn lực tay nhấn đâu nữa, chỉ là cái một điều là nó không có linh hoạt, cái dây dẹp nó không linh hoạt. Vậy các bạn sẽ đặt một cái câu hỏi là nếu mà mình mua nha, mình mua, tất nhiên trong điều kiện mua được hai sợi thì mình sẽ mua test cho bạn cả hai sợi đây, nhưng mà nếu mà để chọn một sợi để mua một lần thôi đó, thì chắc chắn mình sẽ mua sợi mềm này, sẽ mua sợi mềm này, nó linh hoạt, nó thoải mái, với lại mình cũng không có hàng nhiều đến cái mức mà lâu lâu mình mới hàng một cái khối pin lớn như vậy nó mới nóng thôi bạn. Còn mình nghĩ là hàng các bạn hàng không có nhiều, chừng cục pin Makita hoặc gì thì dùng như thế này. Nếu chỉ mua một lần thôi thì mình sẽ dùng dây mềm, mà mình không mua dây cứng này. Còn nếu dây cứng này mua để gắn vô cho máy á, thì được, máy chạy lên chạy xuống thì mình nghĩ là rất là ok. Sợi dây này thì sợi dây dẹp thì mình mua là 400.000, 300 mấy, ship về gần 400.000. Còn sợi dây này thì mua 500, chứ có lẽ là mua mắc rồi, hay là mua rẻ thì mình cũng không biết ha. Nhưng mà chắc nhiều bạn nói mình mua mắc rồi,
ra là mình cũng không biết, không biết tại vì bên trong là thanh toán cam kết với mình là đồng, còn đồng hay là nhôm thì cái đó là chỉ có người bán mới biết, mình không biết được các bạn. Còn muốn biết được thì phải cả giờ cắt cái sợi này ra và test à, cái còn nhìn vậy là không thấy rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái chỗ anh bán này đến rất là uy tín nên là mình nghĩ là đồng không đến nỗi, nó đâu có đáng bao nhiêu. Mà mình thì mình biết anh bán rất là uy tín nên là mình nghĩ là bên trong là đồng nha các bạn, bên trong là đồng. Mình xài thì mình cảm thấy rất là ok, xài rất là ưng ý, chứ sợi dây mềm, còn sợi dây cứng thì cũng ưng ý á, công lực thì mạnh thiệt á, nhưng mà có điều là sao nó không có linh hoạt, mình cảm thấy cầm nó không có thích bằng. Đó là cái cảm nhận cá nhân của mình với cái những cái tai hàng với những dây hàng thôi, cảm nhận cá nhân của mình. Rồi tới đây thì mình xin kết thúc cái video test cái dây hàng dẹp tại đây. Test dây hàng dẹp, mình xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.